Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tĩnh Nguyện Buổi Sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Sách thứ nhì các vua, chương 1. Sau khi Ahab băng hà, dân Moab phản nghịch cùng Israel. Achasia té ngang qua sông lầu mình tại Samari, và vì cớ ấy mang bệnh. Người bèn sai sứ giả đi mà dặn rằng: hãy đi cầu vấn ba anh Sê-buộc thần của Ec-rôn, đặng cho biết ta sẽ lành bệnh này chăng. Nhưng thiên sứ của Đức Giê-hô-va phán với Ê-li người Thi-sê-be rằng: hãy trỗi dậy, đi lên đón các sứ giả của vua Samari và nói với họ rằng: trong Israel há không có Đức Chúa Trời sao, nên ngươi đi cầu vấn ba anh Sê-buộc thần của Ec-rôn? Bởi cớ đó Đức Giê-hô-va phán như vậy: ngươi sẽ không xuống khỏi giường mà ngươi đã lên, nhưng hẳn sẽ chết. Đoạn Ê-li đi. Các sứ giả trở về cùng Achasia. Người hỏi rằng: vì sao các ngươi trở về? Chúng thưa rằng: có một người đi lên đón chúng tôi và nói với chúng tôi rằng: hãy trở về cùng vua đã sai các ngươi và nói với người rằng: Đức Giê-hô-va đã phán như vậy: trong Israel há không có Đức Chúa Trời sao, nên ngươi sai đi cầu vấn ba anh Sê-buộc thần của Ec-rôn? Bởi cớ đó ngươi sẽ không xuống khỏi giường mà ngươi đã lên, nhưng hẳn sẽ chết. Vua bèn hỏi họ rằng: người đi lên đón các ngươi và nói những lời ấy ra sao? Chúng thưa: người đó mặc áo lông và thắt lưng bằng dây da. Vua nói rằng: ấy là Ê-li người Thi-sê-be. Vua bèn sai một quan cai 50 lính đi với 50 lính mình lên cùng Ê-li. Vả, Ê-li đang ngồi trên chót gò. Quan cai nói với người rằng: hỡi người của Đức Chúa Trời, vua đòi ông xuống. Nhưng Ê-li đáp cùng quan cai 50 lính rằng: nếu ta là người của Đức Chúa Trời, nguyện lửa từ trên trời giáng xuống thiêu đốt ngươi luôn với 50 lính của ngươi đi. Lửa từ trên trời liền giáng xuống thiêu đốt quan cai và 50 lính của người. Achasia lại sai đến Ê-li một quan cai 50 lính khác đi với 50 lính người. Quan này nói với Ê-li rằng: hỡi người của Đức Chúa Trời, vua phán như vậy, hãy mau mau xuống. Nhưng Ê-li đáp với người rằng: nếu ta là người của Đức Chúa Trời, nguyện lửa từ trên trời giáng xuống thiêu đốt ngươi với 50 lính của ngươi đi. Lửa của Đức Chúa Trời liền từ trời giáng xuống thiêu đốt quan cai với 50 lính của người. Achasia lại sai một quan cai 50 lính đi với 50 lính mình. Quan cai này lên đến quỳ gối xuống trước mặt Ê-li cầu xin người rằng: hỡi người của Đức Chúa Trời, xin ông xem quý trọng mạng sống của tôi và mạng sống của 50 người này là kẻ tôi tớ ông. Kìa, lửa đã giáng từ trời thiêu nuốt hai quan cai 50 lính trước và 50 lính của họ. Nhưng bây giờ xin xem mạng sống tôi là quý trọng trước mặt ông. Thiên sứ của Đức Giê-hô-va nói cùng Ê-li rằng: hãy đi xuống với người chớ sợ chi. Vậy Ê-li trỗi dậy đi xuống với quan cai đến cùng vua. Người nói với vua rằng: Đức Giê-hô-va phán như vậy: bởi vì ngươi có sai sứ giả đến cầu vấn ba anh Sê-buộc thần của Ec-rôn, há trong Israel chẳng có Đức Chúa Trời để cầu vấn sao? Nên ngươi sẽ không xuống khỏi giường ngươi đã trèo lên, vì ngươi chắc sẽ quả chết. Vậy Achasia thác theo như lời Đức Giê-hô-va đã cậy Ê-li mà phán ra. Joram kế vị cho người, nhằm năm thứ nhì của Joram con trai Josaphat vua Juda, bởi vì Achasia không có con trai. Các công việc khác của Achasia đã làm đều chép trong sách sử ký về các vua Israel. Chương 2. Khi Đức Giê-hô-va muốn đem Ê-li lên trời trong một cơn gió lốc,
Eli và Elise ở Gingan đi ra. Eli nói với Elise rằng: "Ta xin ngươi hãy ở đây, vì Đức Giê-hô-va sai ta đi đến Bê-tên." Elise thưa với người rằng: "Tôi chỉ Đức Giê-hô-va hằng sống và chỉ mạng sống Thầy mà thề rằng, tôi chẳng hề lìa khỏi Thầy." Như vậy, hai người đi xuống Bê-tên. Các môn đồ của những tiên tri ở tại Bê-tên đến nói với Elise rằng: "Anh có biết rằng ngày nay Đức Giê-hô-va sẽ cất Thầy của anh lên khỏi anh chăng?" Người đáp: "Phải, ta biết. Các ngươi hãy làm thinh đi." Eli nói với Elise rằng: "Ta xin ngươi hãy ở đây, vì Đức Giê-hô-va sai ta đi đến Jericho." Elise lại thưa rằng: "Tôi chỉ Đức Giê-hô-va hằng sống và chỉ mạng sống Thầy mà thề rằng, tôi chẳng hề lìa khỏi Thầy." Như vậy, hai người đi đến Jericho. Các môn đồ của những tiên tri ở tại Jericho đến gần Elise nói với người rằng: "Anh có biết rằng ngày nay Đức Giê-hô-va sẽ cất Thầy của anh lên khỏi anh chăng?" Người đáp: "Phải, ta biết. Các ngươi hãy làm thinh đi." Eli nói với người rằng: "Ta xin ngươi hãy ở đây, vì Đức Giê-hô-va sai ta đi đến Giô-đan." Elise thưa rằng: "Tôi chỉ Đức Giê-hô-va hằng sống và chỉ mạng sống Thầy mà thề rằng, tôi chẳng hề lìa khỏi Thầy." Như vậy, hai người cứ đi với nhau. Có 50 người trong các môn đồ của những tiên tri đi theo, đứng cách xa, đối ngang Giô-đan. Còn Eli và Elise đứng lại tại mé sông. Eli bèn lấy áo tơi mình, cuốn lại đập trên nước. Nước bèn rẽ ra hai bên, và hai người đều đi ngang qua trên đất khô. Khi đi qua rồi, Eli nói với Elise rằng: "Hãy xin điều ngươi muốn ta làm cho ngươi trước khi ta được cất lên khỏi ngươi." Elise thưa rằng: "Nguyện xin thần của Thầy cảm động tôi được bội phần." Eli nói với người rằng: "Ngươi cầu xin một sự khó. Song, nếu ngươi thấy ta lúc ta được cất lên khỏi ngươi, ắt sẽ được như lời, bằng chẳng thì không được." Hai người cứ vừa đi vừa nói với nhau: "Kìa, có một cái xe lửa và ngựa lửa phân rẽ hai người." Eli lên trời trong một cơn gió lốc. Elise nhìn thấy bèn la lên rằng: "Cha tôi ơi, cha tôi ơi, là xe và lính kỵ của Israel." Đoạn, Elise không còn thấy người nữa. Rồi người nắm áo mình, xé ra làm hai mảnh. Elise bèn lấy cái áo tơi đã ở nơi mình Eli rơi xuống trở về, đứng tại trên mé Giô-đan. Người lấy cái áo tơi đã ở nơi mình Eli rơi xuống đập nước và nói rằng: "Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Eli ở đâu?" Khi người đã đập nước rồi, nước bèn rẽ ra hai bên và Elise đi ngang qua. Khi các môn đồ của những tiên tri ở Jericho đối ngang Giô-đan thấy Elise thì nói rằng: "Thần Eli đổ trên Elise." Họ đến đón người, sấp mình xuống đất trước mặt người và nói với người rằng: "Tại đây, giữa các tôi tớ Thầy, có 50 người mạnh dạn. Hãy cho phép họ đi tìm chủ Thầy. Có lẽ thần của Đức Giê-hô-va đem người đi, ném trên núi nào hay là trong trũng nào chăng?" Elise đáp: "Chớ sai họ đi." Nhưng chúng nài ép người đến đổi người xấu hổ bèn nói rằng: "Hãy sai họ đi đi." Chúng liền sai 50 người đi tìm Eli trong 3 ngày mà tìm chẳng đặng. Chúng trở về. Elise vẫn ở tại Jericho. Người bèn nói với họ rằng: "Ta há chẳng bảo các ngươi chớ có đi sao?" Dân cư của Jericho nói cùng Elise rằng: "Chỗ xây cất thành này tốt lắm, y như Chúa tôi thấy, nhưng nước thì độc và đất thì chai." Người đáp: "Hãy đem cho ta một cái bình mới và đựng muối ở trong."
chúng đem bình đến cho người. Người bèn đi đến nguồn nước, đổ muối xuống nước mà nói rằng: Đức Giê-hô-va phán như vậy, ta đã chữa lành cho nước này, tự nó sẽ chẳng còn gây ra sự chết hoặc sự nâng nữa. Vậy, theo lời của Elise phán ra, nước được chữa lành còn đến ngày nay. Từ đó, Elise đi lên Bê-tên. Đang đi dọc đường, có những trẻ con trai ở thành ra nhạo báng người mà rằng: Ớ lão trọc hãy lên, ớ lão trọc hãy lên. Người xây lại, ngó chúng nó và nhân danh Đức Giê-hô-va mà rủa sả chúng nó. Liền có hai con gấu cái ra khỏi rừng, cấu xé 42 đứa trong bọn chúng nó. Từ đó, Elise đi đến núi Cạc-mên, đoạn từ nơi ấy, người trở về Samari. Chương 13. Cũng lúc ấy, có mấy người ở đó thuộc cho Đức Chúa Giê-xu nghe về việc Phi-lát giết mấy người Galilê, lấy huyết trộn lộn với của lễ họ. Đức Chúa Giê-xu cất tiếng đáp rằng: Các ngươi tưởng mấy người đó vì chịu khốn nạn giường ấy có tội lỗi trọng hơn mọi người Galilê khác sao? Ta nói cùng các ngươi, không phải. Song nếu các ngươi chẳng ăn năn thì hết thảy sẽ bị hư mất như vậy. Hay là 18 người bị tháp Siloe ngã xuống đè chết kia, các ngươi tưởng họ có tội lỗi trọng hơn mọi kẻ khác ở thành Jerusalem sao? Ta nói cùng các ngươi, không phải. Nhưng nếu các ngươi chẳng ăn năn thì hết thảy cũng sẽ bị hư mất như vậy. Ngài lại phán thí dụ này: Người kia có một cây vả trồng trong vườn nho mình, đến hái trái mà không thấy, bèn nói cùng kẻ trồng nho rằng: Kìa, đã 3 năm nay ta đến hái trái nơi cây vả này mà không thấy, hãy đốn nó đi, cớ sao nó choáng đất vô ích. Kẻ trồng nho rằng: Thưa Chúa, xin để lại 5 năm nữa, tôi sẽ đào đất xung quanh nó rồi đổ phân vào, có lẽ về sau nó sẽ ra trái, bằng không Chúa sẽ đốn. Một ngày Sa-bát, Đức Chúa Giê-xu giảng dạy trong nhà hội kia. Vả tại đó có người đàn bà mắc quỷ ám, phải đau liệt đã 18 năm, cong lưng chẳng đứng thẳng được. Đức Chúa Giê-xu vừa thấy gọi mà phán rằng: Hỡi đàn bà kia, ngươi đã được cứu khỏi bệnh. Ngài bèn đặt tay trên mình người. Tức thì người đứng thẳng lên được và ngợi khen Đức Chúa Trời. Bây giờ, người cai nhà hội nhân Đức Chúa Giê-xu đã chữa bệnh trong ngày Sa-bát thì giận mà cất tiếng nói cùng đoàn dân rằng: Có 6 ngày phải làm việc, vậy hãy đến trong những ngày ấy để được chữa cho, đừng đến trong ngày Sa-bát. Nhưng Chúa đáp rằng: Hỡi kẻ giả hình, mỗi người trong các ngươi đang ngày Sa-bát há không mở bò hoặc lừa mình ra khỏi máng cỏ dắt đi uống nước hay sao? Con gái của Abraham này quỷ Sa-tan đã cầm buộc 18 năm, há chẳng nên mở trói cho nó trong ngày Sa-bát sao? Ngài phán như vậy thì các kẻ thù nghịch cùng Ngài đều hổ thẹn và cả dân chúng vui mừng về mọi việc vinh hiển Ngài đã làm. Vậy Đức Chúa Giê-xu phán rằng: Nước Đức Chúa Trời giống như gì? Ta lấy chi mà sánh với? Nước ấy giống như một hột cải, người kia lấy gieo trong vườn, nó mọc lên trở nên cây cối và chim trời làm ổ trên nhành. Ngài lại phán rằng: Ta sẽ sánh nước Đức Chúa Trời với gì? Nước ấy giống như men, người đàn bà kia lấy trộn vào 3 đấu bột, cho đến chừng bột dậy cả lên. Đức Chúa Giê-xu trải qua các thành các làng, vừa dạy dỗ vừa đi thẳng tới thành Giê-ru-sa-lem. Có người thưa Ngài rằng: Lạy Chúa, có phải chỉ ít kẻ được cứu chăng? Ngài đáp rằng: Hãy gắng sức vào cửa hẹp, vì ta nói cùng các ngươi, nhiều người sẽ tìm cách vào mà không vào được. Khi chủ nhà chờ dậy, đóng cửa lại rồi, các ngươi ở ngoài gõ cửa kêu rằng: Lạy Chúa xin mở cho chúng tôi. Chủ sẽ trả lời rằng: Ta không biết các ngươi đến từ đâu. Bây giờ các ngươi sẽ thưa rằng: Chúng tôi đã ăn uống trước mặt Chúa và Chúa đã dạy dỗ trong các chợ chúng tôi. Chủ lại sẽ trả lời rằng: Ta nói cùng các ngươi, không biết các ngươi đến từ đâu. Hết thảy những kẻ làm dữ kia, hãy lui ra khỏi ta. Khi ấy, các ngươi thấy Abraham, Isaac và Gia-cốp cùng hết thảy các đấng tiên tri
đều ở trong nước Đức Chúa Trời, còn các ngươi sẽ bị quăng ra ngoài, là nơi có khóc lóc và nghiến răng. Lại từ đông tây nam bắc, người ta sẽ đến mà ngồi bàn ở trong nước Đức Chúa Trời. Này, khi ấy có kẻ rốt sẽ nên đầu, kẻ đầu sẽ là rốt. Cũng trong lúc đó, có mấy người Pha-ri-si đến thưa Ngài rằng: Thầy nên bỏ chỗ này mà đi vì vua Herod muốn giết Thầy. Ngài đáp rằng: Hãy đi nói với con chuồn cáo ấy rằng: Ngày nay, ngày mai, ta đuổi quỷ chữa bệnh, đến ngày thứ ba thì đời ta sẽ xong rồi. Nhưng ngày nay, ngày mai và ngày kia ta phải đi, vì không có lẽ một đấng tiên tri phải chết ngoài thành Jerusalem. Hỡi Jerusalem, Jerusalem, ngươi giết các tiên tri và quăng đá các đấng chịu sai đến cùng ngươi. Ghe phen ta muốn nhóm họp con cái ngươi như gà mái túc và ấp con mình dưới cánh, mà các ngươi chẳng muốn. Này, nhà các ngươi sẽ bỏ hoang. Ta nói cùng các ngươi không còn thấy ta nữa, cho đến chừng nào sẽ nói rằng: Phước cho đấng nhân danh Chúa mà đến. Chương 14. Một ngày Sa-bát, Đức Chúa Giê-xu vào nhà một người kẻ cả dòng Pha-ri-si để dùng bữa. Những người ở đó dòm hành Ngài. Số là có một người mắc bệnh thủy thủng ở trước mặt Ngài. Đức Chúa Giê-xu cất tiếng hỏi thầy dạy luật và người Pha-ri-si rằng: Trong ngày Sa-bát có nên chữa bệnh hay không? Họ đều làm thinh. Ngài bèn đem người bệnh chữa lành rồi cho về. Đoạn Ngài phán cùng họ rằng: Nào có ai trong các ngươi đương ngày Sa-bát, nếu có con trai hay là bò mình té xuống giếng mà không kéo liền lên sao? Họ không đối đáp gì về điều đó được. Ngài thấy những kẻ được mời đều lựa chỗ ngồi trên, nên phán cùng họ thí dụ này: Khi người ta mời ngươi dự tiệc cưới, chớ ngồi chỗ cao nhất, vì e rằng trong những khách mời có ai tôn trọng hơn ngươi. Người đứng mời sẽ đến nói cùng ngươi rằng: Hãy nhường chỗ cho người này ngồi, mà ngươi xấu hổ vì phải xuống chỗ chót chăng? Nhưng khi ngươi được mời, hãy ngồi chỗ chót. Người đứng mời sẽ đến nói cùng ngươi rằng: Hỡi bạn, xin ngồi lên cao hơn. Vậy thì điều đó sẽ làm cho ngươi được kính trọng trước mặt những người đồng bàn với mình. Bởi vì ai tự nhắc mình lên sẽ phải hạ xuống, còn ai tự hạ mình xuống sẽ được nhắc lên. Ngài cũng phán với người mời Ngài rằng: Khi ngươi đãi bữa trưa hoặc bữa tối, đừng mời bạn hữu, anh em, bà con và láng giềng giàu, e rằng họ cũng mời lại mà trả cho ngươi chăng. Song khi ngươi đãi tiệc, hãy mời những kẻ nghèo khó, tàn tật, què, đuôi, thì ngươi sẽ được phước, vì họ không có thể trả lại cho ngươi. Đến kỳ kẻ công bình sống lại, ngươi sẽ được trả. Một người đồng tiệc nghe lời đó thì thưa Ngài rằng: Phước cho kẻ sẽ được ăn bánh trong nước Đức Chúa Trời. Nhưng Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: Có người kia dọn tiệc lớn, mời nhiều người ăn. Khi đến giờ ăn, sai đầy tớ mình đi nói với những kẻ được mời rằng: Hãy đến, mọi sự đã sẵn rồi. Song họ đồng tình, xin cứu hết. Người thứ nhất nói rằng: Tôi có mua một đám ruộng, cần phải đi coi, xin cho tôi cứu. Kẻ khác rằng: Tôi có mua 5 cặp bò, phải đi xem thử, xin cho tôi cứu. Kẻ khác nữa rằng: Tôi mới cưới vợ, vậy tôi đi không được. Đầy tớ trở về trình việc đó cho chủ mình. Chủ bèn nổi giận, biểu đầy tớ rằng: Hãy đi mau ra ngoài chợ và các đường phố, đem những kẻ nghèo khó, tàn tật, đuôi, què vào đây. Sau lại đầy tớ trình rằng: Thưa chủ, điều chủ dạy đã làm rồi, mà hãy còn thừa chỗ. Chủ nhà lại biểu rằng: Hãy ra ngoài đường và dọc hàng rào, gặp ai thì ép mời vào, cho được đầy nhà ta. Vì ta nói cùng các ngươi, trong những kẻ đã mời trước, không có ai được nếm bữa tiệc của ta đâu. Có đoàn dân đông cùng đi với Đức Chúa Giê-xu. Ngài xây lại cùng họ mà phán rằng: Nếu có ai đến theo ta mà không ghét cha mẹ, vợ con, anh em, chị em mình và chính sự sống mình nữa, thì không được làm môn đồ ta. Còn ai không vác thập tự giá mình mà theo ta, cũng không được làm môn đồ ta.
Vả, trong các ngươi, có ai là người muốn xây một cái tháp mà trước không ngồi tính phí tổn cho biết mình có đủ của đặng làm xong việc cùng chăng sao? E khi đã xây nền rồi, không làm xong được thì mọi người thấy liền chê cười và rằng người này khởi công xây mà không thể làm xong được. Hay là có vua nào đi đánh trận cùng vua khác mà trước không ngồi bàn luận xem mình đem đi một muôn lính có thể địch nổi vua kia đem hai muôn cùng chăng sao? Bằng chẳng nổi, khi vua kia còn ở xa, sai sứ đi xin hòa. Như vậy, nếu ai trong các ngươi không bỏ mọi sự mình có thì không được làm môn đồ ta. Muối là giống tốt, nhưng nếu muối mất mặn thì lấy chi làm cho nó mặn lại được? Không dùng chi được cho ruộng hoặc cho phân, người ta phải bỏ nó ra ngoài. Ai có tai mà nghe, hãy nghe. Thi Thiên 103. Hỡi linh hồn ta, khá ngợi khen Đức Giê-hô-va, mọi điều gì ở trong ta hãy ca tụng danh thánh của Ngài. Hỡi linh hồn ta, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va, chớ quên các ân huệ của Ngài. Ấy là Ngài tha thứ các tội ác ngươi, chữa lành mọi bệnh tật ngươi, cứu chuộc mạng sống ngươi khỏi chốn hư nát, lấy sự nhân từ và sự thương xót mà làm máu triều đội cho ngươi. Ngài cho miệng ngươi được thỏa các vật ngon, tuổi đang thì của ngươi trở lại như của chim phụng hoàng. Đức Giê-hô-va thi hành sự công bình và sự ngay thẳng cho mọi người bị hà hiếp. Ngài bày tỏ cho Môi-se đường lối Ngài và cho Israel biết các công việc Ngài. Đức Giê-hô-va có lòng thương xót, hay làm ơn, chậm nóng giận và đầy sự nhân từ. Ngài không bắt tội luôn luôn, cũng chẳng giữ lòng giận đến đời đời. Ngài không đãi chúng tôi theo tội lỗi chúng tôi, cũng không báo trả chúng tôi tùy sự gian ác của chúng tôi. Vì hễ các tầng trời cao trên đất bao nhiêu, thì sự nhân từ Ngài càng lớn cho kẻ nào kính sợ Ngài bấy nhiêu. Phương Đông xa cách phương Tây bao nhiêu, thì Ngài đã đem sự vi phạm chúng tôi khỏi xa chúng tôi bấy nhiêu. Đức Giê-hô-va thương xót kẻ kính sợ Ngài, khác nào cha thương xót con cái mình vậy. Vì Ngài biết chúng tôi nắng nên bởi giống gì. Ngài nhớ lại rằng chúng tôi bằng bụi đất. Đời loài người như cây cỏ, người sinh trưởng khác nào bông hoa nơi đồng. Gió thổi trên bông hoa, kìa nó chẳng còn, chỗ nó không còn nhìn biết nó nữa. Song sự nhân từ Đức Giê-hô-va hằng có đời đời cho những người kính sợ Ngài, và sự công bình Ngài dành cho chắc chít của họ, tức là cho người nào giữ giao ước Ngài và nhớ lại các diền mối Ngài đặng làm theo. Đức Giê-hô-va đã lập ngôi Ngài trên các tầng trời, nước Ngài cai trị trên muôn vật. Hỡi các thiên sứ của Đức Giê-hô-va là các đấng có sức lực làm theo mạng lệnh Ngài hay vâng theo tiếng Ngài, khá ngợi khen Đức Giê-hô-va. Hỡi cả cơ binh của Đức Giê-hô-va là tôi tớ Ngài làm theo ý chỉ Ngài, hãy ca tụng Đức Giê-hô-va. Hỡi các công việc của Đức Giê-hô-va trong mọi nơi nước Ngài, khá ngợi khen Đức Giê-hô-va. Hỡi linh hồn ta, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa hãy bày tỏ cho con biết Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giê-xu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báo của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Chúa ơi, xin hãy cáo trách và thanh tẩy khi môi miệng con nói điều dơ dáy không đẹp lòng Ngài. Xin Chúa hãy thêm sức và hướng dẫn con ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm. Xin Chúa thêm lên cho con đức tin để mỗi ngày con trông cậy nơi Chúa càng hơn.
Xin Chúa thêm lên sự sức giàu trên con để con bày tỏ danh của Ngài trên chính đời sống hàng ngày của con, để con như muối của đất, ánh sáng của thế gian. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong ngày. Con cảm ơn Chúa, con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Xin Thánh Linh Chúa cho sứ điệp này để khích lệ thêm động lực bạn bước đi với Chúa mỗi ngày. Mọi đóng góp ý kiến hay góp phần dâng hiến cho chương trình xin gửi về gmail.dưỡnglinhcơdoc2020a@gmail.com. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách chia sẻ chương trình rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng xã hội. Hẹn bạn dưỡng linh hàng ngày tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.